có cắt kỹ đá mới đi thôi ta, cắt có mới mới trên đây thôi, mấy hai mấy mũi trên đây thôi, còn hôm qua là còn cái này là chưa cắt, còn hở. Buổi sáng là ngủ dậy rồi, tỉnh táo hết rồi. Em mới chở thêm một người bạn nữa từ bên nhà bạn em về đến đây. Mình xem đi, bài bánh em mới tấp vô em bơm. Bơm xong em mới quay đầu lại, phía sau lưng em đâu thấy đâu, xe tải sao chạy tới. Nó chạy nhanh quá rồi em phản ứng không kịp, nó tông thẳng với người em luôn. Ý là tức là lúc đó là có bạn ở gần đó luôn. Dạ. Ý là Danh bảo là Danh chở thêm một người bạn nữa mà. Dạ. Thì là bạn trở về rồi là Danh đi về một mình, hay là cái lúc mà Danh quay đầu á, bạn Danh ở gần đó? Em quay đầu là bạn em ở đó luôn, bạn em ngồi sau luôn. Bé kia cũng nặng lắm, bị máu tụ trên đầu. Máu tụ trên đầu chích với gãy gãy luôn cái tét luôn cái này, gãy luôn cái sống này. Bạn gái hả? Bạn Bạn của bè bình bạn thường bạn á. bè bình thường chứ không phải bạn gái. Con mình nó còn á, mình từ từ mình làm ra được, mà lỡ con mình có chuyện gì á, mình đâu có còn con mình nữa đâu để mình làm mà kiếm tiền đó em. Nó có chuyện gì chắc kia cũng khổ lắm, mà trong khi đó lên thấy con mình á nằm chỗ á, nước mắt kia nó kia làm có không có được nữa. Bao nhiêu tiền á thì lo, thí dụ như mình lo mình còn kiếm là được, lỡ thì con mình có gì đi chăng nữa mình đâu có kiếm con mình là được đâu. Biết nói sao nữa, tại vì cái tai nạn bất ngờ nó nói mà em không thể phản ứng được nữa. Bởi vì em không biết phải nói làm sao luôn. Có tiếc nuối hay là có tiếc nuối điều gì không? Dạ cũng không đâu chị, tại chuyện xưa gũi nó đã ập đến với mình rồi, có né cũng đâu né được đâu. Thu Uyên xin gửi lời chào đến cả nhà mình nào. Hôm nay thì Thu Uyên quay lại Củ Chi để gặp lại bạn Danh. Lần trước thì Thu Uyên vào bệnh viện Xuyên Á luôn, thì Danh mới từ phòng phòng hồi sức xuống cũng chưa được lâu. Thì hôm nay Thu Uyên có hỏi lại thì Danh có chia sẻ là Danh đã về nhà rồi. Hôm nay thì Uyên sẽ đến nhà Danh luôn để chia sẻ cái hoạt động, những cái sinh hoạt, cuộc sống của hai mẹ con ở nhà. Trên đường đi thì có cái đoạn này cũng khá là đẹp đấy ạ. Thu Uyên quay rồi thì sẽ chia sẻ cho cả nhà. Lần trước khi mình đến thăm thì trường hợp của Danh thì Danh bị tai nạn, bị dập nguyên cả phần bụng, và lúc đó thì phần bụng của Danh bác sĩ mổ rất là lâu, phải mất trên 8 tiếng để khâu lại những cái vết thương ở phần bụng. Nhưng mà về lâu dài thì bác sĩ không có hứa là sẽ khỏi hẳn, mà có những cái chỗ mà không có may được á cả nhà. Thì bên cạnh đó, ngoài vết thương ở chỗ bụng ra thì trên mặt và trên phần hộp sọ của Danh có những cái phần lồi lõm nữa. Thì do là cái tai nạn này rất là lớn, tai nạn này rất là nặng, nên là cũng may mắn là Danh qua khỏi, nhưng mà chấn thương sẽ còn về lâu về dài với Danh. Hôm nay thì Thu Uyên cũng mong là nếu mà đến thăm đó thì Danh cũng ổn định hơn. Thì tí nữa Thu Uyên sẽ vào nhà và cập nhật tình hình mới cho cả nhà mình được biết luôn ha. Mình đang đi buổi sáng nên trời nó cũng mát hơn một tí nữa cả nhà thôi. Giờ điện thoại là lấy Thu Uyên vô, nhưng mà Thu Uyên phải giữ bằng hai tay chứ mình sợ là không còn nữa. Em đang đứng thì cái này bả kìa, bả trong cô cái kia kìa, em nghĩ là cô chị ấy. Cô ấy chắc là mình. Thu Uyên chào cả nhà. Hôm nay thì mình cũng đã đến được cái chỗ dãy trọ của mẹ con Danh. Thì ở đây là Tân Thới Nhì, Hóc Môn. Ở phía bên đường phía bên kia là Củ Chi, bên này là Hóc Môn. Thì mọi người cùng Thu Uyên đi vào trong để thăm lại Danh nha cả nhà ha. Nghe nói là phòng phòng này đây. Em chào chị. Chào Danh nha. Ok, Uyên vào nha, con em vào luôn chị nha. Rồi. Em vào luôn nha. Chị ngồi đây góc này đây nè chị nè, cho nó sáng nha chị. Lên đây luôn nha chị, lên đây thoải mái. Xin phép em ngồi cạnh đây luôn để hôm nay mình để chia sẻ hơn ha cả nhà. Chắc là em gắn cho Danh trước đi để cho hỏi hỏi thăm Danh một xí, yên gắn Nói nha. chuyện chưa được. Chưa được hả Danh? Nói chuyện thấy kỳ lắm. Tiếng kỳ lắm. Nó có gì bình thường là gì đâu.
đi. Ừ, ý là nói Danh được, nói chắc cũng nghe được á. Ok. Ý là nếu mà Yên thấy không được á thì thôi Yên sẽ tạm dừng lại. Còn hỏi về sức khỏe của Danh thì Danh biết rõ hơn mà. Yên tạm dừng nha. Danh là năm 99 đúng không? Dạ. 99 bằng tuổi Yên mà. Dạ gì trời. Quen rồi chị. Quen rồi hả? Danh về nhà được mấy ngày rồi á? Hơn một tuần. Hơn gần, mấy ngày à? Gần một tuần. Gần tuần. Ừ. Thấy trong người sao rồi? Dạ thấy trong người cũng ổn. Ổn hả? Còn đau chỗ nào không? Còn cái phần bụng với phần đầu. Phần đầu. Tại cái bụng bị nặng, đau nhiều. Còn cái đầu thì đó. Ủa nếu mà Danh đau bụng mà Danh ngồi như này thì có đau cho Danh không? Cũng có mà đỡ. Đỡ hơn. Ừ. Còn ăn uống ngủ nghỉ có được không? Có thoải mái không? Dạ cũng tạm được ổn. Ừ. Bây giờ là ăn được bình thường chưa? Dạ được rồi. Ừ. Ê, nhưng mà phần mắt của Danh Yên thấy, Yên đang thấy là còn cái đỏ đỏ này là sao đây? Bị tai nạn xong là nó bị vậy tới giờ. Tới giờ hả? Danh khỏi bác sĩ khỏi được không? Bác sĩ kêu nhỏ mắt á. Vẫn nhỏ thương mà nó chưa đỡ. Ừ. Y như tụ huyết á ta. Danh xoay qua đây ngó tự được không? Ừ. Ồ. Mắt hơi mờ hơn lúc trước. Mắt mờ không? Dạ. Mờ ngày xưa. Ừ. Sau khi mà ra viện rồi á, bác sĩ có nói là, họ có nói là tính theo cái tỷ lệ thương tật hay gì không ta? Có, bác sĩ nói là cái phần dính cái đầu nó đó xong là sao, xong nó sẽ ảnh hưởng tới mắt, sẽ mờ gần đi, không biết là nó mờ bao chế độ bao nhiêu thì không biết, mà bác sĩ nói sẽ mờ. Tại vì nó bị ảnh hưởng vô đầu rồi, nó liên quan đến mấy sợi dây kinh này kia nọ. Nó cái này là nó bởi hoàn toàn luôn, là bác sĩ là bỏ luôn, không có ấy. Trời xem cái này. Nhìn ngay qua góc này một xí đi. Tức là nó bể luôn cả cái phần xương ở trên trên trán luôn á chị ha. Đúng rồi, bể luôn nát luôn cái phần xương trên trán luôn. Rồi gãy sơ bể luôn cái ngay chỗ này, gãy bể ngay chỗ này, gãy luôn cái sống này không. Gãy luôn, bác sĩ kêu là giờ muốn ấy thì phải phẫu thuật ấy cái hàm cái xương hàm lên trên, là tại xương hàm bị gãy luôn. Gãy luôn cái sống xuống mũi này luôn. Xương hàm tức là cái phần xương hàm của Danh là nó bị hư hả chị? Gãy luôn cái xương hàm ở chỗ này đường này xuống. Gãy rất là. Còn bây giờ nếu mà ăn uống thì Danh có nhai hay là nhai sơ sơ thôi, đâu có nhai được đâu, đâu có ấy đâu. Cái ăn là nhai ít thôi, không thôi nhai không có được bình thường như lúc trước. Anh lúc nãy là ở chỗ này nó hơi khuất bóng một xí á, là Yên tưởng là Yên nhìn nhầm, nhưng mà hình như á là Danh quay qua góc này nè. Mọi người có thấy ở đây không ạ? Hình như cái này là nó cứ gọi là cái gì đó, mạch máu là đúng cái sao rồi, nó cứ đập đúng rồi. Nó cái tại vì mắt cái đó dùng cái mạch nó trong nó cứ nhảy thôi thớp vậy đó. Nó đâu có ấy đâu. Tại vì nó mất luôn cái cục xương nó luôn rồi, không có còn cục xương đó nữa. Tức là cái phần này chỉ có lớp da thôi á, lớp đúng da lớp bảo da vệ rồi, thôi. Lớp da bảo vệ ngoài thôi. Còn miếng xương trong là bác sĩ là nó bể nát luôn, là lấy bỏ luôn hoàn toàn. Em nó gãy nhiều lắm, gãy luôn cái sừng mũi này luôn, rồi gãy luôn cái xương hàm bên đây luôn. Hôm qua đi ấy lại là bác sĩ nói là phẫu thuật lại là tầm mấy chục nữa không? Mà nó nói còn phần đầu chưa tính là giá cái miếng lưới ở chỗ này nữa. Nên chưa em nó chưa có mạnh nói nữa, chưa có dám làm. À, sau ý nghĩa là tức là sau này Danh phải làm thêm một cái ca phẫu thuật nữa hả chị? Đúng rồi, còn một ca phẫu thuật nữa. Họ nói là, chị nói lại cho em nghe là phẫu thuật lần tới đây á, sẽ làm những cái phần gì trên khuôn mặt Danh à? Thì giá cái màng lưới trên khuôn mặt của Danh với là cái sừng gãy này nè, hôm nay bên đây là gãy này, gãy luôn xương hàm này nè, là phải phẫu thuật lại luôn. Phẫu thuật hết lại để cho nối cái khớp này lại. Đúng rồi, tại vì nó bị chinh qua một bên nên cái xương hai cái răng của em không có dính nhau được, nên nó bị chịu qua một bên, không có nhai được như bình thường. Ăn đau lắm, nhai ấy là nó bị đau, cắn không được. Danh có thể cho em xem lại cái phần bụng của Danh hôm bữa rồi giờ đỡ hơn chưa? Chưa có cắt kỹ, sáng mới đi theo tao. Cắt có mớ trên đây thôi, mấy mũi trên đây thôi. Còn hôm qua là còn cái này là chưa cắt, còn hở. Cái còn phần lưng Danh đỡ chưa? Phần lưng bên đây nè. Cho anh xem được không? Xem lưng con qua.
cũng còn tốn lắm. Nó cũng còn nhiều lắm. Quay bao nhiêu con? Quay bao nhiêu con? Vẫn còn nhưng mà cũng đỡ hơn đỡ, so với lần trước rồi. Lần trước cái cả nhà là nguyên cái mảng lưng này là tím ngắt luôn á cả nhà. Lần này còn đau không có Danh? Dạ đỡ đau nhiều. Đỡ đau hơn trước nhiều. Ủa về nhà rồi Danh có phải uống thuốc hay là giảm còn, đau hay bôi gì không? Còn uống thuốc. Bác sĩ cho thuốc uống gì uống. Okay. Bác sĩ cho thuốc uống hết rồi xong rồi lên chỉnh uống nữa. Còn vẫn còn uống thuốc, ngày nào cũng uống hết á. Lần trước thì Yên qua thì cũng gặp mẹ Danh thôi á, chị chia sẻ được nhiều cái. Hôm nay giờ tiện đây á thì Yên hỏi một xí này, về cái tai nạn ngày hôm trước thì Danh còn nhớ không? Chị nhớ là bánh xe bị bể, em tấp vô lề em bơm lên, bơm xong anh đảo ra, xe tải ở đối diện tông tới, là em hết nhớ luôn. Lúc đó là Danh bị từ khi mà Danh bị tai nạn là lúc nào? Rạng sáng. Rạng sáng à? Đi đâu về giờ đó đi sớm vậy? Em có về bên nhà bạn qua bển, về trễ quá nên em ngủ lại, sáng được về em mới về. Lúc đầu á, thật ra ban đầu khi mà lần đầu Yên tới, Yên mới nghĩ chứ có khi nào mà Danh sáng ngủ hay là có đi làm gì đó mà say xỉn hay không nữa cơ kìa. Mà đi mà buổi sáng đi về mà sao mà để cho tới cái mức đó luôn á. Buổi sáng là ngủ dậy rồi, tỉnh táo hết rồi. Em mới chở thêm một người bạn nữa. Từ bên nhà bạn em về đây. Mình xe mày bài bánh em mới tấp vô bơm. Bơm xong em mới quay đầu lại. Phước cái sau lưng em đâu thấy đâu, xe tải sao chạy tới. Nó chạy nhanh quá. Rồi em phản ứng không kịp, nó tông thẳng với người em luôn. Ý là tức là lúc đó là có bạn ở gần đó luôn. Dạ. Ý là Danh bảo là Danh chở thêm một người bạn nữa mà. Dạ. Thì là bạn chở về rồi là Danh đi về một mình hay là cái lúc mà Danh quay đầu á, bạn Danh ở gần đó? Em quay đầu là bạn em ở đó luôn. Bạn em ngồi sau luôn. Bé kia cũng nặng lắm, bị máu tụ trên đầu. Máu tụ trên đầu chích với gãy luôn cái tét luôn cái này, gãy luôn cái súng này. Bạn gái hả? Bạn bè bình thường chứ không phải bạn gái. Ý là Danh bị như thế này nhưng bạn gái là vẫn còn bị nữa. Đúng rồi, bạn kia nó dẫn máu mới đầu tiên đưa vô thì Danh thì nó té le tét lét hết trơn. Còn bạn kia thì cũng như là tưởng nó không sao, giúp cuộc là máu nó tụ trên đầu. Tụ trên đầu với gãy luôn cái súng này, tét luôn cái phần này. Trời, nặng quá luôn á trời. Tại bữa xe tải chạy quá nhanh mà. Tâm. Em vừa đảo ra xe tải chạy nhanh tới nỗi mà em phản ứng không kịp luôn. Khúc đó là đoạn đường nó vắng không mà sao mà... Dạ đoạn đường vắng chị. Rồi sau này tình hình bạn gái kia rồi thế nào rồi nha? Dạ hôm nay em cũng chưa có liên lạc với bạn nữa. Mà hình như là bạn vô được rồi. Cũng ổn rồi hay gì? Mổ xong hết rồi, ổn rồi, bữa giờ cũng mới, hôm là đưa đi về, đang đi làm gì đó, về xong đi mua đồ cho thằng này, cái gặp đẩy vô phòng mổ, đồng mổ. Nói chung nhìn ổn, em bé con bé đó cũng ổn. Là nó, thì mổ làm phẫu thuật cái này lại hay gì nè, cái đó là phẫu thuật này lại với mai cái miệng nó lại, cái miệng nó bị tét. Thôi thì bây giờ cũng là xong viện ở về rồi nè. Bác sĩ có bảo Danh kiêng cái gì không hay là bao giờ tái khám lại không? Bác sĩ bảo là mỗi lần uống hết thuốc hay là có triệu chứng gì á thì lên tái khám lại. Còn ăn uống thì cứ bình thường. Chỉ là cái bằng mặt nó bị rách nhiều quá nè. Đừng có ăn mấy thứ mà như tôm gà, bò đồ. Đừng cho nó bị loại thịt này kia. Mấy bữa nay bạn bè hay là mấy người quen của Danh có lên thăm Danh không? Dạ đồng nghiệp công ty cũng cứ tới hỏi thăm. Trời, thật ra khi mà em thấy những cái vết thương này là mình khó nói quá đi à. Cái đường mà Thu Uyên lên chỗ Danh á, mình Uyên lên á là cái đường container không à. Uyên nếu mà để Uyên chạy một mình Uyên lên đây thì thật sự Uyên sợ đó nha. Có cái anh đồng nghiệp với Uyên á, là anh này anh chạy đi cho Uyên mới dám đi xa chứ không thật ra là đi lên trên xuyên Á này á là sẽ qua cái quốc lộ 1K mà cái đường đó là
Container chạy rất là nhiều luôn. Mình đi mình cũng sợ nữa. Đó là ban ngày nha, là đi cũng 40-50 là đi chậm rồi đó. Khúc nó đi chậm đó mà đi ra dưới này nữa. Xuống đoạn phía dưới này là nó đi cũng nhiều khi nó đi cũng rất là nhanh nè. Bây giờ xong cái việc này rồi, rồi bữa giờ chi phí khám bệnh rồi sao rồi anh có biết không? Mẹ cứ coi hết. Tại cái phần đầu em bị vậy nè, mẹ cũng đâu có kể cho nghe đâu. Giờ em suy nghĩ. Hôm giờ mẹ có nói cái chi phí cho anh biết rồi hay là nói về số tiền chuẩn bị đi mổ hay gì không? Cái bữa thực viện em thấy hình như là chỉ là 100 mấy triệu thôi. Còn bác sĩ còn kêu là phát sinh thêm nữa. Phát sinh thêm. Danh có ý thức được là lúc Danh làm viện đó, Danh có ý thức là mẹ lo lắng cho Danh hoặc là đi chạy vạy khắp nơi để lo cho Danh không? Dạ biết chứ. Bình thường ở với mẹ đó giờ mà. Mẹ khác là biết liền. Có thể kể cho Yên cái cảm xúc mà lúc mà mới vừa tỉnh dậy chỗ phòng hồi sức không? Vừa tỉnh dậy là em không nhớ gì hết luôn. Phải đợi sáng. Phải một thời gian sau em mới biết là mình bị xe tông. Giờ tỉnh dậy em cũng như là mơ vậy. Tay chân em là bị trói chặt lại. Bác sĩ nói là lúc mày mày hôn mê á, tay chân em quậy dữ lắm. Em cứ ngỡ như là mờ thôi. Cái lúc mà biết rồi á thì chịu thôi. Nên ngồi mệt không? Dạ. Nhanh ngồi như này mệt không? Mệt cứ dựa vào nghỉ đi nha. Dạ. Ngồi thì nó hơi đau đau đây tí. Dù sao thì tai nạn qua rồi, bây giờ khỏi khỏe mạnh ngồi đây rồi á, thì cố gắng lên nhanh ha, từ từ làm và kiếm tiền lại. Em mượn lại cái mic của Danh đấy nhá. Anh chị mượn em nhắn cái chị nha. Hôm rồi đi khám về đây rồi cái kinh phí mình đóng bệnh viện là tổng bao nhiêu rồi chị? 110 triệu, 101. 104 triệu luôn. Là không có bảo hiểm đúng không ạ? Không có bảo hiểm. Rồi những cái kinh phí đó thì sắp tới đây nè, là còn ca mổ nữa thì bác sĩ có nói luôn cái kinh phí đó chị chuẩn bị không? Có, bác sĩ nói khoảng 40-50 triệu nữa. Họ có hẹn khi nào chị mổ không? 3 tháng nữa. 3 tháng nữa. Trong vòng 2 tháng nữa, bác sĩ nói trong vòng 2 tháng nữa sẽ có ấy, nhà có điều kiện thì trong 2 tháng nữa là lên mổ mà nhà chưa có chuẩn bị tiền được. Cái số tiền 100 mấy triệu trước đây là mình lo theo gia đình lo hay là có phải đi vay mượn ngoài đi không? Đi vay mượn ngoài thêm chứ gia đình đâu có ấy, đâu có dư đâu. Ba nó chỉ dưới quê bằng nuôi lây lắc nhỏ dưới quê đó. Rồi xong rồi hai mẹ con mới đi bằng nuôi em nó dưới nữa. Thì lúc trước đã thiếu nợ rồi. Rồi xong rồi hai mẹ con mới bằng trả nợ cho bớt cho người ta. Vừa trả phải khỏe cái quen ngang đụng như tai nạn. Danh là thứ mấy trong nhà chị? Danh thứ ba trong nhà. Là út rồi đó. Là ha, là chị còn mấy người con nữa? Danh thứ ba, còn nhỏ bé út nữa, bé út 12 tuổi đang học lớp 6. Là tức là hai mẹ con lên đây làm để lo cho con ở dưới quê đồ nữa. Còn cái số tiền này á, hôm bữa giờ đóng thì mượn ngoài. Mượn ngoài. Rồi mình đã với chủ... anh em cho mượn số nữa, không ngờ cho mượn ít ít đấy, chứ mà mình mượn ngoài thêm chứ người ta đâu cũng đâu có khả năng để lo cho mình mượn cho mình nhiều đâu. Ví dụ sắp tới đây là mổ ca tiếp theo á, chị định sẽ làm như thế nào, có dự tính gì chưa? Chưa có dự tính gì trơn á. Chắc tới đó chắc cũng phải đi dây đi hỏi thêm nữa chứ đâu có nhà đâu có tiền đâu. Bằng tháng hai mẹ con bằng tháng nào thì lấy đất hết tháng đấy. Lớp trả tiền này tiền kia, tiền phòng tiền trọ rồi ở gỡ về quê cho con gái nữa, cho nó ăn học ở dưới nó. Vậy chị thì chỉ bằng cái trả nợ nó thì bằng đóng tiền phòng với hai mẹ con xài lặt vặt chứ lo cho em nó. Chị thì tháng nào ra trả hết tháng đấy. Nên hai mẹ con đâu có dư đâu. Giờ vướng như này thì cái đầu quay ngang hỏi nợ tiếp, rồi xong rồi đóng lại đóng lờ lại nữa. Giờ đây tới tới là Danh đâu có làm được nữa đâu, mình nên chị mặn chắc cái nóng không nổi luôn. Dưới quê thì anh làm gì chị?
anh với quê coi có miếng lát vải nhỏ nhỏ đó, rồi xong cái mặn lấp lỗ qua ngày vậy thôi chứ không đâu có dư đâu. À, Hiện tại thì nuôi con gái chứ đâu có bỏ được. hôm giờ anh có lên đây gặp con không ạ? Có anh mới về hồi sáng này, nó để về dưới anh coi nhà cửa thì con nhỏ gái với coi sao, tại vì gửi cho cô đó đó, nên về bệnh về dưới vài bữa đi rồi anh lên lên giờ coi sao giờ tính tiếp. Thì bữa giờ anh cũng lên đây anh coi con anh đó. Anh lên đây anh nhìn con anh khóc khóc trong lòng chứ không biết nói sao giờ. Là tình trạng là xui rủi xảy ra mình cũng không muốn, người ta cũng không muốn, giờ làm khó người ta cũng không được gì. Ai bên kia người ta cũng khổ quá trời, anh ta bên kia nó ấy thì có mấy bên kia cũng đi làm lơ ăn lơ làm lơ công ăn lơ làm lơ ăn đó, thì nó cũng không có nhiều tiền để nó, em cũng khổ quá chị ơi, mình cũng không muốn làm khó làm dễ cho người ta làm gì, mình cũng xui rủi. Phòng này mình thuê tháng bao nhiêu á chị? Phòng thuê tháng 1,2 triệu để là tiền phòng không, tiền nước chưa tính, điện nước xong là tháng chưa gửi mấy, chưa Bên đó gửi mấy Sài Gòn được lâu chưa? được mấy năm nay à? Hai mẹ con là mấy năm, Mấy năm rồi ạ? mấy Em đi xung năm quanh phòng được không? Em đi đưa xung đưa quanh quanh xem. thương thì có vậy thôi đó. Phòng cũng cơ bản thôi cả nhà. Ở đây này. Chắc đây là đồ của danh quá. Nhà đâu có Chắc đây danh đồ đó. của danh. Bếp đây rồi à. Phòng hồi nãy chị nói là 1,2 triệu à chị? Ừ, phòng tháng 1,2 triệu. Mình cũng đơn giản thôi cả nhà. Phụ nấu ăn ở đây. Bình thường là chị ăn cơ nấu ở nhà hay là đi ăn N tiệm ngoài? nấu nhà ăn cho nó tiện chứ bên ngoài đâu có phí đâu. Ở nhà ăn lay lắt thì cho nó Nghĩ chắc là thời gian mình chủ yếu là đi làm về dưới này nhà thì nghỉ ngơi được thôi chị ha. Chân gác chị có xài không? gác là lúc trước nó không bệnh nó ngủ chảnh á, Còn giờ là hai mẹ con ở dưới này giờ hai luôn. mẹ con ở dưới luôn. Trước nó chưa bệnh thì nó lên chảnh chị ở dưới này, giờ từ lúc nó bệnh tới giờ thì hai mẹ con ngủ ở dưới luôn. Chỗ công ty của Danh đó, thì có hỗ trợ gì thêm cho Danh không? Có trong bà chủ Danh có cho được 10 triệu với bạn bè này kia góp cho cũng được số nữa, Đóng bớt đóng đóng bớt thêm cái tiền. tiền kia. Chứ lúc đầu vô chị cũng đâu có lo nổi đâu, nhờ cái số tiền đó thì chị mới đóng và nhập vô chứ đâu đâu phải mà hỏi người ta mà có liền đâu em. Rồi đi chạy dây rồi xong cái nhờ đâu được hai mấy triệu, cái xong cái nhờ cái công ty cho cái nữa cái nhập vô đi đóng được năm mấy triệu đó. Rồi xong từ từ đóng cứ lâu lâu cái đóng ít ít vậy đó, đóng như là mỗi lần đóng 10 triệu 5 triệu hoặc là 15 20 triệu, cứ lo được nhiêu đóng nhiêu đó, cứ chạy được nhiêu thì vô đóng nhiêu, cứ chạy được nhiêu thì vô đóng nhiêu. Từ khi mà Danh mà tai nạn đến giờ á, thì có lúc nào mình thấy con mình như vậy rồi tai nạn ngã về rồi nợ nần nhiều thứ á, mình giận con không chị? Lúc cũng có giận con lắm mà lỡ nó xui rủi giờ mình cũng không biết nói gì sao. Thôi giờ con mình nó còn á, mình từ từ mình làm là được, mà lỡ con mình có chuyện gì á mình đâu có còn con mình nữa đâu để mình làm mà kiếm tiền đó em. Nó có chuyện gì chắc chị cũng khổ lắm, mà trong khi đó lên á thấy con mình á nằm chỗ á nước mắt vậy, nó kêu làm có không có được đó. Bao nhiêu tiền á thì lo, thí dụ như mình lo mình còn kiếm là được, lỡ thì con mình có gì đi chăng nữa mình đâu có kiếm con mình là được đâu. Năm nay nó bằng không được, ví dụ như năm nay bằng không được thì qua năm nó cũng đi lê đất nó bằng không được. Từ lúc Danh về đây á, chị chắc là sẽ khác so với trước đây mà Danh còn khỏe mạnh rồi á. Chị ở bên cạnh Danh thì chị có thấy những cái biểu hiện về tâm lý hoặc là cái tâm trạng Danh nó không có lạc quan hay gì không? Chung nhà em nó cũng ổn,
cũng không có đánh đổi mãi, cũng cũng ngoan như lúc xưa chứ không có mà cần hay là khó hay là cặp hay là gì hết, cũng như lúc trước cái tánh nó cũng không không có đánh đổi mà thay đổi lắm. Mẹ nói thì nghe chứ không có mà hay cãi hay cự lại với mẹ gì hết. Hôm trước thì tụi em cũng ghé qua bệnh viện Xuyên Á thăm chị với lại Danh đây á, thì hôm nay tiện đây cũng tới thăm và cũng như là em tiếp tục chia sẻ tình hình của Danh đến các cô chú anh chị, các khán giả đang xem kênh anh chị ha. Và đây nữa thì em cũng thay mặt các mạnh thường quân, hôm trước thì có liên hệ đến kênh để gửi giúp đỡ thêm cho gia đình đó. Thì đây có một cái khoản tiền là em gửi cho chị luôn này, là 4.700.000, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 500 và 700 đó chị ha. Cái này của các cô chú mạnh thường quân là em cũng xin phép đọc cho gia đình mình luôn. Là thứ nhất là có gia đình Kiều Huy Thi ở Mỹ gửi cho cô chị 1 triệu. Thứ hai là có anh Bản tài xế gửi gia đình mình 200. Thứ ba là có anh Kevin Bùi ở Seattle, Mỹ gửi 1 triệu xin hồi hướng cho Hương Linh, Phạm Văn Lành, Pháp Danh, Đồng Thọ. Thứ tư là có chị Gió Đồng ở Nghệ An gửi cho Danh 1 triệu. Và thứ năm là có cô Tuyết Hà ở Mỹ gửi 1 triệu rưỡi. À, tổng số tiền là 4 triệu 7 em thay mặt các mạnh thường quân gửi cho gia đình mình. Chị cảm ơn tất cả mạnh thường quân đã ủng hộ giúp đỡ cho chị trong lúc mà chị đang khó khăn như thế này, đang giúp đỡ cho cháu nó đang mà chơi. Không không biết nó làm sao hết. Em nghĩ là ngoài gia đình ra nữa thì Danh này còn sắp tới là còn đi điều trị nữa, với lại là tương lai còn dài nữa, cố gắng lên Danh ha. Quyên thì cũng gửi lời thay mặt các khán giả xem kênh với lại là các cô chú mạnh thường quân thì cũng chúc Danh sắp tới này gặp nhiều may mắn hơn. Và cái thứ hai nữa là cái ca mổ lần tới, có nếu mà mổ được sớm á, thì mình mong là ca mổ sẽ thành công này, và cái thứ hai nữa là những cái vết thương mình có thể hồi phục được như cũ. Anh có muốn gửi lời nào đến các cô chú anh chị đang xem kênh không? Dạ, em cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ cho gia đình em lúc khó khăn như vậy. Về cái định hướng tương lai sắp tới á, thì Danh có dự định hay là cái mong muốn gì ở tương lai không? Thì chắc cũng lành bệnh toàn bộ thì vẫn đi làm bình thường, đang giúp đỡ mẹ này nọ thôi, chứ không có biết làm gì hơn nữa. Nếu mà Danh được khỏe mạnh lại á, thì cái điều đầu tiên Danh muốn làm là gì? Em cũng chưa nghĩ tới đó. Sau cái đợt này thì Danh có thể cho có cái lời khuyên nào cho những cái nếu mà những cái khán giả đang xem kênh là cùng với lại ở cùng với cái tuổi của mình và cùng với lại cái kiểu như có một cái lời khuyên nào hoặc cái bài học nào Danh rút ra được không? Em cũng không biết nói sao nữa, tại vì cái tai nạn bất ngờ nó nói mà em không thể phản ứng được nữa, bởi vì em không biết phải nói làm sao luôn. Có tiếc nuối hay là có tiếc nuối điều gì không? Dạ cũng không đâu chị, tại chuyện xưa gửi nó đã ập đến với mình rồi, có né cũng đâu né được đâu. Cố lên nha. Thôi thì bây giờ cũng trưa rồi, để Danh nghỉ ngơi. Uyên với lại là anh với lại Vũ Phúc cũng xin chào tạm biệt gia đình ở đây. Và nếu có duyên thì cũng mong là có thể tới thăm và hỗ trợ Danh thêm. Hôm nay thì Uyên tới cũng chia sẻ câu chuyện của Danh đến các cô chú khán giả. Cũng mong là nếu có ai có thể giúp đỡ thêm cho Danh ca mổ sắp tới thì đó là cái duyên riêng. Thì Uyên cũng mong như vậy. Bây giờ Uyên cũng nói với anh và tạm thời sẽ dừng clip này tại đây và chào cả gia đình mình. Thu Nguyên cũng xin phép được tạm dừng clip này tại đây cả nhà ha. Mọi người có thể giúp đỡ cho gia đình Danh cũng như là Vu Food bằng cách là nhấn nút like và nút chia sẻ. Mong rằng thì sắp tới tương lai Danh sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Thu Nguyên cũng xin được tạm dừng clip tại đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip tiếp theo.
Yeah.